Trong tiết sinh hoạt trầu cờ đầu tuần sáng ngày 31 tháng 10 năm 2022, tập thể lớp 10C6 tổ chức hoạt động lì xì to, lì xì nhỏ với chủ đề giáo dục truyền thống nhà trường. Thông qua hoạt động, học sinh có dịp tìm hiểu về truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn và lòng tri ân các bậc tiền bối, tiên sư. Các bạn học sinh cũng hiểu rõ hơn về ý nghĩa của công trình niệm sư từ, lịch sử nhà trường với những đóng góp của các thầy cô đã và đang công tác tại trường trong sự nghiệp giảng dạy. Các bạn học sinh có dịp gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã giáo dục, giảng dạy trong những năm qua với nhiều cảm xúc chân thành dạt dào. Buổi sinh hoạt chào cờ đã mang đến nhiều ý nghĩa và niềm vui ngày đầu tuần.